chào bà con nha. Hôm nay lên bà con một con xe rù 3 cầu 6 bánh, động cơ 2 máy dầu có ben Mitsubishi. Con này thì em sơn lại màu vàng đen này nha, rất là đẹp. Nói chung là sườn bọng này nọ rồi không có bị mục lũng nha anh em, nha bà con, còn khá là ok luôn. Đây, 3 cầu liền á. Đó, cầu thì nó chạy bằng sơn, nó truyền trong đây như 8 bánh vậy đó. Đó, đây. Đó, hộp số chạy hai bộ thắng đĩa, nhìn như là mô tô, nhìn ghê không? Ben, ha, bánh, thùng. Thùng con này ngang tầm 1m1, 1m2 á, dài tầm 1m6 ha bà con. Đó, thùng. Thùng thì lát nữa em bay sau. Đó, vỏ con này chạy vỏ 19 nha, vỏ 19. Vỏ con này xe này em bán em có tặng kèm hai cái vỏ bãi để về mình si cua ha. Đó. Giờ mình si cua, con này hư thì mình có thể mình thay vô. Con này là chạy máy 9 ngựa nha bà con. Đó, máy 9 ngựa. 9 ngựa. Có nói chung là làm mát bằng két nước ha, két nước chính đây luôn. Đó, có đề ha, máy đề không có giật nha, không có quay nha, máy giật, máy đề ha. Đây là bơm be nè. Đó, số con này là 3 tiếng 1 giây. Có nhanh chậm ha, thành 6 tiếng 2 giây. Này là cần ben ha, ben lên ben xuống, cần ga. Con chạy hai cần chuyển hướng trái phải. Này là chìa khó đề ha. Đó, chìa khó đề. Đèn, đèn sáng ha. Đó. Đây là bình dầu thủy lực. Này là bình dầu dầu chạy, dầu máy. Đó, bình ắc quy, boe. Ha. Đó, tình trạng xe. Ở tình trạng xe thì em mô tả rất là rõ ha. Máy không bung sữa, đó, cầu số không bung sữa gì ha. Đó, nói chung là lên hết. Còn nhiêu là sơn nguyên con. Đó, sơn nguyên con nha. Đây, thùng bọng đây. Đó, bẩn, thùng bọng thăng băng. Không có đây thì nó bị nổ sơn nè con. Đó, nó bị dăm 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 nè. Nói chung cái miếng sắt này thì nó không lủng thì không vấn đề gì đâu ha. Mình xài thôi. Sau này thì nó thời gian lâu thì nó lủng thì mình lọt cái sàn ra mình thay sàn khác. Đó, một miếng sắt tầm khoảng 1 triệu mấy là xong. Nói chung là nói vậy thôi chứ khó lắm mày con, lâu lắm. Đó, cầu số ok hết. Xe chạy này, con này chạy tốc độ là cực kỳ nhanh nha, chạy siêu nhanh luôn. Nếu mà ra đường trường chạy cực kỳ là nhanh. Trong đây thì bãi nó chặt nên là chạy mình có giới hạn ha. Còn nếu mà con này ra đường trường mà con lên số 3 một phát là nó phắn y như tên phi luôn, cực kỳ là nhanh luôn nha, tốc độ quá nhanh luôn. Rồi, con này giá bán tại cửa hàng là hơn 50 triệu nha. Bà con nào quan tâm liên hệ cho em. Số điện thoại 0835 585879, địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Con này thì tải trọng nó là 1 tấn 2 nha bà con. Tải trọng 1 tấn 2, 3 cầu 6 bánh, động cơ 2 máy dầu, 9 ngựa có đề. Đó, thùng ngang 1m1, 1m2, dài tầm 1m6. Ha, dài tầm 1m6. Thì em quay xe quen thì em đoán nó tầm trong phân khúc đó ha. Ví dụ bà con mà muốn đo chính xác thì em đo chính xác cho. Tại vì đang quay không có thước rồi. Đó, nên là em khi em đoán thì nó cũng phải chênh lệch 1-2 phân thôi, không có nhiều đâu nha. Rồi, bà con quan tâm liên hệ nhé. Bến chào, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo. Con này nhìn nó rất là ngắn nha, nhìn cái đòn của nó là cực kỳ là ngắn. Nên là mình có thể di chuyển trong những địa hình chặt hẹp khó khăn đó. Con nói về con ba cầu là con này là nhỏ nhất hành tinh thôi, không con nào nhỏ hơn nó luôn. Nó sinh gọi là bị cọt á. Rồi, chào con nha.